Ai Cập là vùng đất nổi tiếng với những công trình kim tự tháp hàng nghìn năm tuổi, cùng những sa mạc cát trắng dài vô tận, thu hút hàng triệu du khách đến khám phá mỗi năm. Nếu bạn đang có kế hoạch đến Ai Cập với mục đích du lịch trong khoảng thời gian 90 ngày, thì nên xin visa du lịch. Lệ phí tùy thuộc vào nhu cầu và độ tuổi của người xin visa. Hôm nay, Lữ Hành Việt Nam sẽ hướng dẫn các thủ tục làm visa du lịch Ai Cập đơn giản nhất. Để hồ sơ xin visa được chấp thuận nhanh chóng, khách hàng hãy chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau. 1. Tờ khai xin visa Ai Cập. 2. Hai ảnh 4x6 nền trắng. Lưu ý ảnh chụp không đeo kính và không quá 6 tháng. 3. Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng và đảm bảo còn 2 trang trống để dán visa. 4. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu. 5. Bản sao công chứng căn cước công dân. 6. Bản sao công chứng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Hồ sơ chứng minh công việc bao gồm: đối với cán bộ công nhân viên, chuẩn bị hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất và đơn xin nghỉ phép. Đối với chủ doanh nghiệp, chuẩn bị giấy phép đăng ký kinh doanh, hóa đơn nộp thuế 3 tháng gần nhất. Đối với học sinh, sinh viên, chuẩn bị giấy xác nhận học sinh, sinh viên của nhà trường và đơn xin nghỉ phép. Đối với người đã nghỉ hưu, cần có quyết định nghỉ hưu và sổ nhận lương hưu. Hồ sơ tài chính bao gồm: 1. Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản như sổ đỏ, giấy đăng ký xe ô tô. 2. Sổ tiết kiệm ngân hàng với số dư ít nhất 100 triệu Việt Nam đồng. Ngoài ra, thông tin về chuyến đi cũng rất quan trọng. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ thông tin về lịch trình chuyến đi, bảo hiểm du lịch, xác nhận đặt khách sạn và vé máy bay khứ hồi. Lưu ý, tất cả các giấy tờ trên đều phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, Đại sứ quán Ai Cập sẽ yêu cầu nộp thêm các giấy tờ phù hợp. Với dịch vụ visa chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả của Lữ Hành Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mọi thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Mọi thắc mắc về dịch vụ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp chi tiết nhất.